Xin chào tất cả các bạn. Nay đi thăm vườn lan của anh Nguyễn Thành Nhà. Nhà vườn 4.0. Rồi các bạn đã nhìn một số cây này, hồ điệp này. Xăm vườn tuy nhỏ nhưng mà nhỏ nhưng có võ anh ạ. Đây là hàng quốc dân. Anh em có thể tham khảo. Đây là máy soi máy tính ấy được chứ. Hả? Máy soi máy tính. Đây là một em Phú Thọ này em ạ, ở đây. Mầm cực kỳ lực luôn, và nhìn gốc này dễ đi xanh chậu. Và đây là bạn đang thì bạn đang thì thử cái mô hình đèn cho lan một đêm này. Có phải bật đèn lên để cho anh em tham khảo chiêm ngưỡng. Đây là đang test cái mô hình làm đèn đêm thêm cho lan. Đây là ban ngày nó hơi khó nhìn tí. Đây là hai cây hồ điệp đại các bạn. Và đây là hàng xanh sạch sổ số. Này cũng không sạch lắm các bạn ạ. Còn là hàng sổ số luôn. Đây. Cái này thì tối mình tôi sẽ sang tôi quay lại cái đèn này cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta tham khảo các loại cây đang có trong vườn. Đây là đại châu của các bạn ạ. Đèn gọi là Minh Xuân này. Dễ to như con tay luôn. Đây, cây này đang nhổ gốc, đang xử lý. Thương mại đâu ấy nhỉ? Khô. Đây là một em sổ số à? Trầm. Sao mà bị như này? Đây đang bị thối, thối ngọn rồi, cắt đoạn này đi. Này bị thối rồi. Cắt đến đoạn thối trên đây này, thì thối đoạn đây này, đây này. Cắt đến đây, bôi keo vào. Cắt đoạn này đi, cắt đến đây. Mềm là thối không? Thối rồi, cây này cũng bị này. Cây này mới cho lên. Cây này chưa bị. Đây là một chậu tiềm lực, đây chậu chủ lực của vườn này anh em. Một cây lăm cánh trắng Phú Thọ. Với lại cái mầm kỳ 52 đang cực lực luôn. Tầm gần 20 phân đấy anh em ạ. Cộng với lại 4-5 mầm gốc đang nghi luôn. Một cây rất khỏe, một cây rất tiềm năng, một cây kinh tế. Ở đây tiếp tục đây là một em Phú Thọ. Cũng là rất lực. Bởi cái mầm này được cắt kỳ trên thân các bạn ạ, chứ không phải tách kỳ. Cắt kỳ trên thân ưu điểm của nó là rất khỏe cây. Nhưng mà người bán thì người ta rất ít khi người ta cắt kỳ trên thân cho anh em. Để nó hỏng thân. Đây là một em Phú Thọ. Vườn tuy nhỏ nhưng rất nhiều Phú Thọ các bạn ạ. Đây rất nhiều anh em mà xanh sạch sổ số đây. Còn cái đèn này thì tối tôi sẽ ra tôi quay lại cho anh em nhìn rõ hơn. Đây, anh em đang thử kinh nghiệm cái mô hình chơi đèn, dùng đèn một để bổ sung thêm cho cây. Đây rất nhiều cây, rất tiềm lực các bạn. Đây một hàng con hàng rất là xanh sạch các bạn. Đây là anh chủ vườn đang ngắm cây Phú Thọ tiềm năng và một cây kinh tế chủ lực. Hiện tại rất nhiều anh em đang có đam mê làm kinh tế với làm cánh trắng Phú Thọ vì giá cũng khá là rẻ và đang là hàng quốc dân. Và HO. Cái đèn đá này là có sưng sưng mầm gốc lên đây. Kia này. Sưng sưng này. Mẹ nãy nó sưng của đấy nhỉ. Cái này còn một cái răng nữa đấy này. Móc mẹ ra mới nhìn thấy. Thích lốt cho nó. Đây anh bạn này rất khỏe. Hàng năm cánh trắng Phú Thọ. Và đây là dòng tím tên tử các bạn ạ. Đây là một chậu tím tên tử. Đây là một dòng đặc sản của khu vực Quảng Ninh. Và dòng này thì cũng đang anh em chưa được xuất, chưa xuất bán ra thị trường. Dòng này là rất nhiều nhà vườn đang găm hàng. Tím tên tử của chủ cây ở Bắc Giang các bạn. Cây này ở Bắc Giang và khu vực Hoành Bồ Quảng Ninh đang cũng có đang rất nhiều anh em đang ém hàng của hàng tím tên từ
cái quả kỳ của anh ấy mà. Dễ đi kinh khủng. Nhưng mà mua em ai sai ấy. Đây là hàng củ tía cắt tiết. Đây rất nhiều các kiến này, dĩn các kiểu chăm nuôi từ bé các bạn ạ. Đây này, kiến dĩn các kiểu luôn. Kiến thành phố. Đúng. Đúng. Và đây là quy trình xử lý phân này các bạn này. À đây là giá thể này. Đây là loại loại 1 này. Đây loại 2, loại 3, loại 4, nằm bỏ thông nằm to này. Vườn mình đang xử lý về các loại phân bón này. Tất nhiên rồi, hoa lan thì chăm sóc một tủ thuốc như người luôn các bạn. Đây là B1 của Thái này. Kích rễ L3M này. Giải độc B12. Keo liền sẹo Mỹ. Và đây là phân bón kích kỳ duy xanh các kiểu duy pro. Đây là cái gì đây? Đây là chị thối gốc vàng lá, một sản phẩm của Hóa Linh, Ngọc Linh. Đây là Hùng Nguyễn, sát khuẩn da thể và tăng độ khỏe của cây. Đây là chậu ươm kỳ, các bạn này nhìn đây này, rất nhiều luôn. Chúng ta cũng xem lại chậu lòng cá trắng Phú Thọ đang chậu tiềm lực. Chậu này hứa hẹn này, lực rất khỏe các bạn ạ. Lá ngọn vẫn đang mở, tiếp tục mở cực khỏe. Cây này là kỳ 52 nên là nó rất khỏe các bạn ạ. Ta cùng xem con này là con hồ điệp đẻ các bạn ạ. Hồ điệp rất ít khi đẻ các bạn ạ. Cắn hết đầu rễ rồi. Mấy cái đầu rễ dưới đây kiểu gì đó con gì đấy. Đặc trước là tung lên đấy, nhổ hết lên đấy. Thế lằng ngoằng hết đi. Hồ điệp cũng đẻ. Ít khi đẻ. Thế hai cây đẻ cả hai này. Đây đang kích kỳ đấy các bạn này. Một con này cũng khá là đẹp. Dễ lại chui lên lá này. Dị. Chơi cây đột biến. Chơi lan thì anh em gần như là thành bác sĩ hết các bạn ạ. Tiêm chọc biết hết. Một anh bạn này cũng khá là xanh sạch này. Hà đô. Bên kia là chậu hà đô ấy. Đây một chậu Phú Thọ các bạn. Năm cánh trắng Phú Thọ. Đây là mình em chầm. Chầm này chầm dùng độ à? Chầm tím, cái chầm là trước anh bảo em mua đây. Đấy. Chầm lai, mùa chầm rừng nó ngắn ngắn này. Đây một quả này ghim như là nó thành hàng bờ rào chính gốc luôn. Đây ghim luôn, đây gọi là hàng bờ rào, ghim luôn là bờ rào. Đây là hoàng thảo hương vani. Ở này hoa nó không lớn nhưng mà